Nam thợ máy chào anh em nhá. Hôm trước thì tôi vừa ngồi với cả một anh khách hàng, anh ấy có chia sẻ rằng là nếu như mà sử dụng cái loại sản phẩm có trải nghiệm tốt, có tính năng nhiều mà rẻ thì chắc chắn nó sẽ không bền được. Còn nếu như mà sử dụng cái loại tầm tiền như thế mà muốn bền thì chỉ có dùng hàng hãng thôi anh em ạ. Đúng vậy. Thực sự là nếu như mà anh em có muốn sử dụng một loại sản phẩm mà nó bền bỉ thì anh em cứ tập trung vào tìm hiểu về các hãng thôi. Ví dụ như là hãng lớn như là Makita, The Watt hoặc là Đông Trang. Đấy là những cái hãng mà họ có nhà máy sản xuất, họ tự sản xuất ra sản phẩm của mình. Và có một số hãng thì lại OEM về anh em ạ. Họ sẽ đặt cái khoan và đặt tên cái sản phẩm của họ. Vì vậy cho nên là họ sẽ đặt theo giá tiền, giá thành. Và có một số những cái ưu điểm là những cái hàng OEM ấy thì nó luôn luôn được thay đổi mẫu mã rồi là trải nghiệm khách hàng sử dụng. Đặc biệt ví dụ như con này dùng rất là thích, cực thích luôn, bởi vì là cái vận tốc của nó nhanh này, cái moment xoắn của nó khỏe, 130 newton, à cái này 120, xin lỗi anh em nhá, 120 và đầu kẹp là 13. Thì các dòng của thằng Đông Trang như thế này thì nhìn nó rất là cùi bắp, thực sự rất là cùi luôn. Tôi không so sánh giữa cái việc mà đầu kẹp và việc đầu nối nhanh 6 chấm này, nhưng tôi nói tới đó là cái sự lựa chọn về cái nhu cầu của anh em. Anh em mà đưa ra những cái tiêu chí, thứ nhất là tiêu chí bền bỉ, thứ hai là tiêu chí về trải nghiệm và công năng. Thì trong cái bền bỉ này thì nó sẽ có, vẫn có những cái công năng rõ ràng cho anh em, nhất định tới anh em. Nhưng nó không thể nào mà vừa đẹp, vừa bền, vừa cảm giác xịn mà lại giá tốt được. Không có, điều đấy là rất là khó. Ví dụ như là thương hiệu The Watt hoặc Makita đi, thì con DCD999 ý, trải nghiệm sướng, khoan sướng, khỏe, nhưng mà nó cũng mắc đúng không? Thì anh Dayton này anh ấy đưa ra một cái trải nghiệm tuyệt vời luôn, giá tiền yêu thương, sử dụng sướng, nhưng nó chỉ có một độ bền nhất định trong một thời gian thôi. Thì cái này cũng phải đồng ý và nhất trí về điều đấy. Hoặc là cái bạn Đông Trang này, giá tiền tương đương cái bạn Dayton này, pin này, sạc này, máy này tương đương nhau, nhưng cái mẫu mã, model, rồi là cái ứng dụng của thằng Đông Trang này thì nó sẽ không tốt bằng, nó sẽ không bằng về cái trải nghiệm. Vì vậy anh em hãy đưa ra tiêu chí nhá, một là trải nghiệm, hai là về chất lượng, ba là về giá thành sử dụng. Anh em đưa ra tiêu chí mà lựa chọn anh em ạ. Hợp lý không anh em? Nam sợ máy chào anh em nhá.